Điện thoại Samsung còn mua còn đổ bỏ mẹ ra huống gì cái cạc màn hình, nên không không vấn đề gì phải ngần ngại cả, không ngần ngại bố con thằng nào cả. Thì họ có chính sách cho chúng ta không ngại gì cả, nhưng chúng ta cũng nhận dạng để biết nhỡ đâu là người bán nói một đằng lại làm một nẻo. Đây tôi có 7 con, trước sửa cho cửa hàng này khá nhiều, vì vậy là họ lại tiếp tục gửi hàng để đến sửa. Đây là cái trạng thái để nguyên bản nhá, còn vệ sinh rồi thì các bạn không biết được đâu. Tất nhiên vệ sinh họ chỉ vệ sinh được quạt mấy cả vài thứ ấy thôi. Đầu tiên nhận dạng cái mã tỷ lệ trâu cao này, ví dụ các bạn nhìn thấy là GTX 1070 bản 8G này, các bạn nhìn để ý số bit này, 256 bit này. Đại đa số cạc mà dùng cho trâu ấy, thì cái số bit này nó sẽ to hơn, chứ không ít khi người ta dùng cái cạc cái trạng thái là 128 bit, cái đó các bạn có thể nhận dạng. Đây này, các bạn nhận dạng ở thứ hai thế này, các bạn nhìn các tem nó giống nhau hệt này, các bạn nhìn thấy tem chưa? Thì các bạn thấy là cái cạc màn hình nó sẽ ghi cái số bảo hành, các bạn nhìn cái chữ này, các bạn nhìn cái chữ này, số là 12 này. Đấy các bạn nhìn thấy là thường thì những cái cạc màn hình nó sẽ liên quan đến việc đào tiền ảo ấy, hay trâu chết ngựa thối ấy, thì nó sẽ có cái thời gian bảo hành khi xuất mới nó sẽ rất thấp, thường là 12 tháng hoặc là bao test 6 tháng hoặc là 1 tháng. Còn những cái cạc màn hình mà dùng để cho cái việc chơi game mà khi các cửa hàng phân phối lớn bán ra ấy, thì thường là cái tem bảo hành đến bây giờ ấy, thì nó sẽ không còn tem nữa, hoặc có thì nó cũng là 3068 hoặc là 45, 35 hoặc 45. Đó là cái vấn đề nhận dạng khá dễ dàng. Và các bạn xem này, cái cạc này đã được tháo ra này. Đây là một loại tem chống dán lại lần hai, khi tháo ra cái nó sẽ luôn luôn còn này, giống tem No 2 ấy, các bạn làm kiểu gì dán đi đâu cũng được, nhưng khi tháo ra thì nó luôn luôn để lại dấu vết như này. Vậy đây là một chiếc cạc đã tháo ra này, có để họ tháo ra vệ sinh hay họ tháo ra làm gì thì đó là quyền của họ. Xem còn cái điểm nhận dạng không, còn đây là cái tem của No 2, chiếc cạc này được No 2 sửa chữa. Có một số cái cạc trâu bò nó sẽ không có những cổng này này, thì các bạn không không cần bận tâm vì chúng ta không mua những cạc có không có cái cổng này để sử dụng cho việc chơi game hoặc biên tập video, vì vậy chúng ta không cần bận tâm. Bận tâm những cái này thôi, hai cái nhận dạng dễ nhất thì mình đã nói cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ một chút thời gian theo dõi video để được có hai cái kinh nghiệm rất nhỏ liên quan đến nhận dạng cạc đã từng qua cày kéo trâu bò. Chúc các bạn lựa chọn được những sản phẩm ưng ý, và mình không khuyến cáo các bạn mua nhé, nhưng mình cũng không cấm các bạn mua cái này. Giá bây giờ thì thực sự là rất rẻ rồi, và hiệu năng thì cực kỳ ok. Còn đồ đạc thì nhiều lúc cũng may rủi thôi. Vừa hôm qua mua con Note 5 lại nó lại lổ mất rồi, thì cái giá trị cũng như chiếc cạc thôi ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những video vạch lần sau. Chúc bạn sức khỏe và thành công.